Xin chào các bác. Bây giờ là 10 rưỡi đêm. Thì tôi vừa mới ở Đà Nẵng về. Về đến Nội Bài lanh quanh mãi rồi về đến nhà đây. Các bác ạ, thì tôi có chuyến đi cùng công ty đi Đà Nẵng kỷ niệm thành lập công ty mà. Thì toàn bộ anh chị em công ty đi. Anh chị em nhân viên công ty đi. Đấy thì 3 ngày về thì tôi cũng chẳng mua gì, tôi đi người không mà bạn. Người không theo đúng rất là nhiều nghĩa, vừa không tiền, không hành lý. Thực hành lý thì nói thì nó hơi vô lý, nhưng mang một bộ quần áo dài với lại hai bộ quần áo quần đùi áo phông, đi lang thang đi biển thế thôi, chẳng có gì nhiều. Và đi về thì cũng chẳng mua cái gì à. Mà cũng chẳng biết mua cái gì. Thì cũng muốn ngó nghiêng cây cối thì các bác, nhưng mà nó không có thời gian, bởi mình đi theo tổ chức mà. Đi theo công ty, nó là cái ngày kỷ niệm hoạt động. Đấy thì cũng sau đấy thì những cái thời gian rảnh thì cũng tranh thủ cứ thuê xe máy đi khắp từ Đà Nẵng, Hội An rồi mấy nơi lanh quanh ấy. Thậm chí là cả Lăng Cô, Huế rồi đèo Hải Vân. Thì toàn là những cái địa điểm mà ngày xưa rất quen thuộc. Tôi còn nhớ là cách đây khi mà mới đi bắt đầu đi làm, ra trường đi làm. Thì chuyến công tác đầu tiên là vào Đà Nẵng. Một thân một mình vào Đà Nẵng và đi triển khai dự án thì đấy, còn rất là non tơ mà triển khai dự án là phải lo tất cả. Từ thuê người, nhân công cho đến tiếp khách cho đến đại loại là ký biên bản, được biên bản nghiệm thu để đem tiền được về cho công ty. Thì lại lại như vậy. Thì một năm phải vào Đà Nẵng rất là nhiều lần. Có những năm vào đến 5-6 lần công tác. Nói chung là không chỉ riêng Đà Nẵng mà nhiều nơi khác. Thì đấy thì lâu lâu rồi tôi chuyển sang công ty mới này thì nó cũng không có những cái chuyến công tác như vậy, nhưng mà nó cũng hay có những cái đợt kỷ niệm, đợt đi nghỉ mát công ty. Đấy, thế thì quay lại thì nó lại có những cái kỷ niệm nó về. Thì lại cố gắng mình lấy xe máy mình lượn đi những cái nơi mà nó có khá là nhiều kỷ niệm các bác, và thực tế là nó đẹp. Đấy thì chiều nay thì có lang thang ở cái chỗ quanh chỗ chợ Hàn, chỗ đường Bạch Đằng ấy, nó gần cái cầu Rồng ấy. Đoạn gần giữa cầu Rồng với lại cầu Sông Hàn, cầu Quay ấy. Thì thấy một cái cây túc ở chỗ đấy, các bác nào mình đi hay đi Đà Nẵng qua đoạn đấy thì để ý mà yêu cây ấy. Cây túc rất là to. Cây túc to lắm các bác. Mà đẹp. Quả chi chít luôn. Cây túc rất đẹp. Mọc tự nhiên ở đấy nhá. Ngay bờ Sông Hàn ấy. Dọc đường Bạch Đằng cách cầu Rồng cũng độ 200m chứ mấy. Đấy thì cây rất to và nó đang rụng quả rất nhiều và bóng mát. Mọi người dân thì ngồi, hoặc thậm chí khách du lịch chụp ảnh người ngồi nghỉ ngơi thấy rất là nhiều. Có cả ghế đá mà. Cảnh rất là đẹp. Thì nó rụng quả rất là nhiều, nhiều năm nhiều tháng nó rụng quả rất là nhiều lứa. Thì nó mọc đầy cái bờ sông Hàn ấy. Thậm chí là cả khe ghế đá, rồi là bất kỳ chỗ nào mà nó có thể có hạt rơi xuống là nó mọc. Thì tôi mới cố gắng tôi bứng lên một cái nhánh, một cây nhỏ nhỏ ở đấy. Lúc đầu định lấy những cái hạt về, nhưng mà thôi, để làm kỷ niệm thôi, chứ cái cây này thì thiếu gì ở miền Bắc đâu, Hà Nội nó mọc cũng nhiều mà. Nhưng mà muốn làm một cái kỷ niệm thôi. Kỷ niệm về một chuyến đi Đà Nẵng. Thế nên là một cây gì đấy mà thì tôi ra loanh quanh ở cái bờ ấy, thì tôi tìm ở cái bờ mà nó sát với mặt nước ấy, thì tôi tìm thấy một cái nhánh nó nhỏ nhỏ bằng cái đâu đó bằng cái đầu đũa, và nó được độ nửa găng tay này. Thì tôi mới bật nó phát bực lên, xong rồi sẵn cái bao thuốc mà người ta quẳng ngay đấy. Thuốc có một đồng chí vừa hút xong thì quẳng luôn bao thuốc đấy.
thì cái cây nó vừa với cái bao thuốc tôi nhét vào đây. Thì vừa xuống máy bay tôi cũng chưa kịp xem nó có nó như nào, về lúc từ 2 giờ chiều, từ 2 giờ chiều xem bây giờ nó như. Thì tôi lúc cái tôi vào tôi uống cà phê ấy, thì lấy cái giấy ăn này tẩm tẩm nước lọc và tôi thả vào cho nó mát. Đấy, và cây này thì nhổ thì đứng lên thì nó được nguyên cả rễ mà nó rất là bé thôi. Đấy, thì rất là cảm xúc với cái cây túc ở đấy, thì muốn gieo một cái mầm của nó về đất Hà Nội các bạn ạ. Đấy, thì là cũng là một cái số phận, câu chuyện và số phận về cái cây túc từ đất Đà Nẵng ra Hà Nội. Thậm chí là cái rác, cái vỏ bao thuốc này khi mà hết giá trị sử dụng rồi thì nó vẫn có cái số phận riêng của nó các bạn. Số phận là theo em quan niệm là gì, là số phận tức là phản ánh của quá khứ, chứ số phận chẳng ai biết được tương lai cả. Tương lai có nói cái gì đây nữa thì nó cũng chỉ là mơ hồ. Số phận là phản ánh của quá khứ, của những gì đã qua. Cái hộp thuốc này không ai ngờ là nó khi người ta vứt đi rồi nó lại được lên máy bay ra Hà Nội, thì đấy là không ai biết trước được. Nhưng thì đấy nó là phản ánh của cái quá khứ, người ta chỉ nói được số phận đúng khi mà nó đã trải qua. Lông cô một tí như thế. Thế quay trở lại là cái cây này thì bây giờ tôi sẽ bóc ra các bác xem nó có ổn không nhé. Nhìn thấy vẫn là tươi xanh lắm, bác xem nhé. Đấy, không phải quảng cáo thuốc cái Manmuro đâu các bác nhé, không phải quảng cáo. Đây, giấy nó vẫn ẩm, bắt ra nước. Đấy, ra nước đây các bác, nhìn thấy chưa, rất xinh xắn, rất xinh xắn. Cái túc lá đỏ chót, các bác nhìn này, rất xinh xắn. Đây, bộ rễ nó đây, có đứt một cái rễ cọc đây, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều rễ con. Cái này mà cho vào cái chén cổ thì đẹp lắm, đẹp lắm. Đây các bác xem, nhưng mà tôi sẽ trồng vào một cái chậu nó khá là to cho nó thoải mái. Đấy, sau này thì khỏe khoắn rồi thì chọn cái chậu đẹp cho nó, làm thành một cây mini thôi. Cái mini trên chén vâng. Đấy, thì bây giờ tôi trồng các bác nhé, tôi trồng vào cái đây trong này, vẫn còn rất nhiều là dưới ăn này. Dưới ăn, bây giờ tôi trồng nha các bác nhé, tôi trồng vào cái chậu này. Chia sẻ với bác là nó vẫn còn mọc đua ra bờ nước như này mà. Đấy, các bác tưởng tượng là cái này là cái bờ sông này, ở trên bờ sông nó cao, nước tận dưới này kìa. Cái bờ này là người ta kè này, thì nó mọc ở đây. Đấy, nó đua ra như này. Đấy, đua như này. Đúng ra là mình trồng được vào như này thì đẹp. Thì hay. Đấy, nhưng mà thôi, nó còn bé mà, thì tương lai nó lớn như thế nào thì nó còn thay đổi nhiều. Sống khỏe mạnh nhé.
kỷ niệm cả chuyến đi Đà Nẵng có mỗi cái này đấy, lên cả máy bay về đấy. Trong đấy thì chẳng ai để ý đến mày đâu, nhưng mà về đây thì cố gắng nha. Cái cuối đó là cái duyên của nó. Tại sao chúng ta lại không nhổ cái cây khác mà lại gặp cây này? Đó là cơ duyên. Cơ duyên. Một lần nào cho tôi gặp lại em. Đây vẫn còn nhặt thêm được một quả nó này, chín rụng đầy để đây cho nó mặc. Đã yên vị ở đây các bác ạ. Đây. Màu lá yêu thương này. Màu lá yêu thương. Đấy. Có cả thêm một cái quả chín ở đây. Rồi. Các bác chờ kết quả sau nhiều tháng, nhiều năm nữa các bác nhé. Một cái kỷ niệm rất hay của anh em chơi cây là như vậy đó. Rồi. Khuya rồi, chúc các bác ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo.